What's up? Xin chào năm trăm anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi đập hộp và review cho nên một con chuột gaming đến từ hãng Idora. Thường thì những em chuột thì mình rất ít khi review tại vì những con chuột sẽ có rất ít điểm để mà nói. Tuy nhiên thì con này có rất là nhiều điểm đặc biệt và cần lưu ý với anh em game thủ. Cho nên thì hôm nay mình sẽ cùng đi đập hộp và đánh giá sơ qua em chuột này nha. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách đóng hộp của em này. Rõ ràng là trước đây những cái bản chuột của Idora rất là khó chịu khi mà mỗi lần đập hộp rất là rườm rà và nó lỏng lẻo nữa. Tuy nhiên thì bữa nay Idora đã cải tiến rất là đáng kể rồi. Hộp của em này sẽ là hộp cổ đen, rất là classic. Đồng thời là nó sẽ có cái kiểu mở kiểu lồng vào trong như thế này và rất là chắc chắn luôn. Trong chúng ta sẽ thấy một cái hộp nữa, cũng màu đen luôn. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ thấy có một ngăn để đựng chuột. Đó, ngăn riêng nhé. Và cái dây chuột nó sẽ luồn qua ngăn thứ hai đây. Nếu mà muốn lấy chuột ra thì các bạn phải luồn cái dây qua cái lỗ này để mà lấy chuột. Rồi, ok. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng con chuột này và một cái thẻ bảo hành. Ở phía ngăn nhỏ phía bên này thì chúng ta sẽ thấy có một cái túi đựng rất là nhiều phụ kiện. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em về các cái phụ kiện này. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là con chuột M618. Đây là một dòng chuột có dây và là dòng chuột lỗ siêu nhẹ. Như các bạn đã biết thì cái hiện tượng chuột siêu nhẹ, chuột lỗ hiện nay đang là một cái trend rất là hot. Đặc biệt đối với các cái game thủ FPS thì cái này không còn lạ nữa. Và nó đều na ná như nhau, đều bắt chước kiểu của thằng Modeno, tức là cái kiểu thiết kế lỗ như thế này. Cái này thì có người thích, có người không, có người bị sợ lỗ thì nhìn nó rất là kinh. Tuy nhiên thì để giảm tối đa cái trọng lượng của con chuột thì thằng Idora đã quyết định chọn cái phương pháp đó là khoan lỗ rất là nhiều ở trên thân con chuột như thế này. Kiểu dáng của con chuột thì như các bạn nhìn đây thì nó là kiểu dáng đối xứng, tức là hai bên nó sẽ giống y chang như nhau. Nếu như vậy thì chúng ta có thể cầm tay trái hoặc tay phải đều được, không bị vướng víu. Và phía hai bên hông thì chúng ta sẽ có bốn nút tất cả, hai nút bên trái và hai nút bên phải. Ở giữa thì chúng ta sẽ vẫn có một cái nút nhỏ để chỉnh DPI. Con lăn. Và con lăn này thì theo mình cái cảm giác lăn nó hơi cứng một xíu, tuy nhiên thì vẫn rất là mượt mà. Chúng ta sẽ có hai nút trái phải với độ bền khoảng 20 triệu lượt nhấn theo như nhà sản xuất công bố. Về mặt dưới đáy thì chúng ta vẫn thấy có những cái thiết kế lỗ như ở trên để giảm tối đa trọng lượng. Chúng ta sẽ có một cái nút nhỏ ở đây. Nút nhỏ này nhằm điều chỉnh LED cho con chuột. Nếu như chúng ta không sử dụng phần mềm thì chúng ta có thể chỉnh LED trực tiếp ở cái nút này. Mắt đọc của em này đang sử dụng đó là mắt đọc 3327, một con mắt đọc rất là ngon, chuyên để chơi game FPS cho cái DPI lên tới 12.400 DPI. Và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các mức DPI bằng phần mềm nữa, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có cái tem bảo hành chính hãng của Idora và cái mã seri của con chuột này. Về cái cảm giác cầm nắm thì khi mình cầm con chuột này thì cho các cảm giác hơi trơn trượt một xíu do cái vỏ của nó sẽ không phải là vỏ bám sần mà là vỏ hơi trơn. Và nó có cảm giác rất là nhẹ. Tất nhiên rồi, đây là cái con chuột theo cái model siêu nhẹ mà. Tổng trọng lượng mà mình đo được thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Như vậy con chuột này sẽ rất là phù hợp với những game thủ nào mà chuyên chơi game FPS mà hay vẩy chuột. Thì như vậy con chuột này nó sẽ giúp cho game thủ đỡ mỏi tay hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì con chuột này có một cái đặc điểm mà mình thấy rất là ăn tiền ở chỗ. Đó là một cái dây. Cái dây này thì nó không phải là dây bọc dù nha các bạn. Mà nó là dạng bọc vải. Một cái loại vải nào đó mà mình thấy nó rất là mềm và rất là dẻo. Nói chung với cái vải này thì mình cầm lên nó cực kỳ nhẹ và nó mềm, chứ nó không có cứng như là vải bọc dù như những con chuột khác. Đây, ví dụ như đây là cái dây cáp bọc dù. Thì với cái dây cáp bọc dù này thì nó cực kỳ cứng luôn. Và khi mình thao tác vẩy chuột hay là di chuột thì nó sẽ rất là vướng, gây khó khăn cho việc chơi game. Tuy nhiên thì với cái dây cáp này thì Idora đã khắc phục được. Nó rất là mềm, dai và vẫn có đầy đủ cái đặc tính đó là độ bền cao và cũng không gây ảnh hưởng đến cái trải nghiệm khi sử dụng con chuột này. Ngoài ra nó còn rất là nhẹ nữa, rất là phù hợp. Đây là một cái điểm cộng lớn trong thiết kế của con này. Ok, chúng ta sẽ nói về các phụ kiện của em này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thử bên trong nó có những phụ kiện gì. Chúng ta sẽ có một cái cover hay còn gọi là một cái nắp
thân con chuột. Đây, một cái tấm xốp đựng 4 nút, thế là mình sẽ nói sâu hơn, và một cái khay để đựng tạ. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái cover của em này nhé. Thì Idra đã biết được rằng rất nhiều người ngại về cái khoản đó là cái lỗ của con này, cho nên là Idra đã có trang bị thêm cho chúng ta một cái cover nữa để thay cho cái mặt lỗ đó, lắp vào rất là dễ dàng. Vì cái kết nối của nó sẽ là dùng nam châm cho nên các bạn cậy ra cũng rất dễ, mà gắn vào thì nó cũng tự động hút luôn đó, rất là cực kỳ dễ dàng thao tác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về đến cái khay tạ này. Thì chúng ta nhìn đây sẽ có tới 3 × 4 là 12 cục tạ, và chúng ta cũng có thể gỡ ra hoặc là gắn vô lại, thay đổi trọng lượng tùy thích theo cái tay của mình, rất là linh hoạt. Và để gắn cái tạ này thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái khay ngay ở giữa con chuột đây. Đó, chúng ta đút vào, nó sẽ tự chạy vào. Nếu mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn phải ấn nó vào nha. Đó, như thế thì nó mới không bị lung lay khi mà chúng ta di chuyển chuột. Muốn lấy ra thì chúng ta chỉ cần gạt một phát rồi ấn ra thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về bốn cái nút thay thế này. Tuy vậy thôi nhưng cái này nó cực kỳ hữu dụng nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái con này nó có cái thiết kế là hai nút bên trái và hai nút bên phải. Cái này nó vừa là một điểm lợi nhưng mà vừa là một điểm hại. Rất là nhiều bạn dễ mà bấm nhầm khi mà cầm chuột, thì dễ bấm nhầm hai nút này, đặc biệt là những nút mà bên phải, tức là những cái nút mà khi mà chúng ta cầm chuột thì hai cái ngón này hay đè lên thì rất là dễ bị bấm nhầm. Chính vì vậy mà Idra đã cho chúng ta thêm bốn cái nút này thay thế nhằm để lấp những cái nút này nếu mà chúng ta không sử dụng đến. Đây. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nút. Và cái kết nối của nó cũng sẽ là kết nối nam châm luôn, cho nên các bạn có thể thay thế một cách rất là dễ dàng. Đó. Đấy, khi mà các bạn thay thế vào rồi thì chúng ta sẽ không có thể bấm được các nút này nữa, nó sẽ bị chặn cứng ngắc luôn, và nó sẽ hoàn toàn phẳng, sẽ cho cái cảm giác cầm nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đấy, một cái điểm cộng rất lớn dành cho Idra, cực kỳ thông minh, và nó sẽ giúp cho con chuột của bạn linh hoạt hơn rất là nhiều. Ví dụ như mà mình không thích luôn cả nút bên tay trái luôn, tức là mình cũng không muốn bấm các cái nút, bấm nhầm các cái nút mà mình hay sử dụng, thì chúng ta có thể lấp luôn, tổng cộng là 4 nút luôn, chúng ta không sử dụng nút nào hết. Đó. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ có một con chuột hoàn toàn không có những nút bên hông như thế này. Thì đối với những cái game thủ mà không sử dụng đến những nút này thì loại bỏ đi là một cái điểm mà cần thiết. Ngoài ra thì em Idra này còn được trang bị một hệ thống đèn LED RGB khá là đẹp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đèn LED ở ngay trên con lăn và đèn LED logo Idra ở ngay giữa đây. Thì nếu mà các bạn không muốn cái đèn này sáng thì chúng ta cũng có thể thay cho cái nắp này vào thì nó sẽ tịt luôn. Và nhìn nó cũng rất là chỉnh chu đấy chứ, rất là xịn. Chúng ta sẽ có một cái đèn LED RGB một dải chạy rất là đẹp ở phía dưới đít như thế này. Về cái dải đèn LED này chúng ta cũng có thể chỉnh thủ công bằng cái nút ở ngay phía dưới đây. Đó, rất là nhiều chế độ. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng phần mềm để tùy chỉnh hoặc là tắt LED, rất là đơn giản luôn. Về cái trải nghiệm sử dụng em này thì mình thấy đây là một con chuột cực kỳ linh hoạt, khi mà chúng ta cũng có thể tùy biến được cái vỏ này, tùy biến được cái nút ở phía bên hông. Và mình thấy thích nhất là cái tính năng thay đổi cái độ nặng của em này. Khi mà mình bỏ full tạ vào thì nó thực sự biến từ một con chuột rất là nhẹ sang một con chuột cực kỳ là đầm tay luôn. Và cái cảm giác nó không khác gì những cái con chuột bình thường khác. Tức là những con chuột mà thiên về cái sức nặng, nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được con chuột tốt hơn. Đặc biệt là những cái game thủ FPS mà chơi kiểu DPI cực thấp á, thì nó sẽ là cực kỳ đầm tay. Như vậy là mình đã review sơ qua chuột M618 của thằng Idra. Với cái tầm giá khoảng 500 ngàn trong cái phân khúc này thì rất khó mà có thể tìm được một con chuột nó có hiệu năng tốt đồng thời cực kỳ linh hoạt cho rất là nhiều game thủ như thế này. Anh em cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình để thử trải nghiệm em này. Đồng thời nếu như các bạn muốn mua, mình đã có để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Như vậy là mình đã review và đánh giá sơ qua em chuột M618 của thằng Idra. Các bạn nghĩ sao về em chuột này? Hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!